Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game GTA 5 này. Và trước mặt các bạn đây là một cái mớ hỗn độn của team tụi mình. Nó đang gọi là cố gắng phá hoại cái khu này nha. Thì ở tập trước tụi mình đã đi phượt rồi. Tập hôm nay thì tụi mình sẽ đi thử lên 5 sao trong cái game Fire Emblem Online này. Cùng với đó là mình sẽ đi săn tụi nước ngoài thử ha các bạn. Thì lấy mấy xe này hỏi mình bắn à, cho nên hôm nay mình đi bộ. Và team mình đang có xe tăng các bạn. Đâu rồi đi bộ à? Để đi bộ với đi xe chống đạn chứ, bà đi xe đó nó bắn bạn cái bà chết luôn á. Mình đi phá mình phải sang sạch đẹp chứ bạn. Không bé ơi, lúc nãy team mình có hai xe tăng nhưng mà mất tiêu rồi các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ đi bắn để cho công an chú ý tới nha. Và ra đây chơi nè mọi người. Trong cái khu kia là khu safe zone cho nên mình không có bắn được. Rồi một sao. Rồi xe bị cooldown luôn. Rồi hai biểu phá cho dữ vô. Bị cooldown 5 phút luôn. Tăng cái này á các bạn, nó có nhưng mà các bạn lấy được một xíu rồi nó sẽ hết. Ê công an tới, công an tới, công an tới. Công an né hay vậy ta. Quỷ siêu nhân. Hôm nay team mình có mấy đứa siêu nhân các bạn. Siêu nhân mới bảo vệ trái đất. Ê chị thắng trên đầu, chị thắng trên đầu kìa. Mày tự. Cái con đó là hình như mới team mình nha mọi người. Chị thắng trên đầu á, phải team mình không vậy? Không. Thì anh không nói là không biết không phải rồi anh. Bắn đi trước kia nó bắn mình. Nó bay lẹ quá. Sao cây này nó yếu xìu vậy? Nó yếu lắm luôn á. Công an. Cái này nó bắn được cái tia laser rồi các bạn, yếu xìu à. Mình hiện tại đang là 3 sao rồi. Không nổ được xe công an luôn kìa. Trời ơi nó yếu. Không đợi. Thì lấy lại hàng chiến. Yếu quá yếu. Mọi người đang bắn nhau với ai vậy? Cái hàng trên đầu mình kìa. Ủa đang bắn nhầy nó luôn hả? Trời bắn hùm mình nè. Đó thấy chưa, nổ rồi kìa. Ê mà nó không chết. Cái con đó nó chống được mấy lần á. Nhớ không nhầm là con Akula nó chống được mấy lần tên lửa. 4 sao rồi các bạn. Quậy lên, quậy lên, quậy lên. Nhưng mà đi phường hoài cũng chán chứ hôm nay mình đi quậy phá đồ chơi. Thằng nào mới bắn cái lực đắp vô đầu vậy? Cuối cùng giúp ai. Không nợ đâu bay phát lực vậy. Bay mà nó sợ thiệt luôn á. Ủi mày cổ đâu ra vậy? Súng này. Em súng này bắn trúng nó mới. Ê con kia nó tới giật thằng, có giật thằng đó. Bắn tên lửa kìa anh em ơi, bắn tên lửa kìa. Chưa kịp biến thành siêu nhân nữa. Nó đang bốc khói, đang bốc khói. Để bắn thằng này nổ cái đã. Bắt đầu rồi. Kìa kìa, nó bay vào góc kìa. Ây da. Trời, nó bắn cái gì vậy? Tôi bị xử nhưng mà nó không biết là ai xử tôi. Rồi, nó chết rồi kìa. Ê, hai, để tao bắn không đỏ gì đó. Nó giết rồi. Quậy đi. Ủa sao tôi còn... À đúng rồi, mình mới vừa chết mà các bạn. Mình mới chết nên mình còn có 1 sao à. Để tụi mình phá lên 5 sao cái đã. Xong rồi... Cái... Không chịu nó. Ôi để tôi đi chỗ khác, không chịu, không chịu. Để phá ra 5 sao xong rồi mình xem coi là team tụi mình chống chịu. Ê nó kìa, nó kìa, nó kìa. Có thằng nó giả là công an kìa. Meja. Mọi người ơi, ở đây nè mọi người. Đâu, Meja đâu. Nó mặc đồ công an luôn á. Này nào đây. Ui blue hả, tưởng đâu nào chứ. Ê cháy, siêu nhân bị cháy. Siêu nhân thông phức. Cái gì, siêu nhân gì? Siêu nhân thông phức anh. Chị hết máu rồi, để tôi giết ông cho. Đừng, đang kiếm sao hết mà. Máu hiểu không? Ủa vậy hả? Trời, thầy thấy hết máu hiểu không? Rồi thôi, tôi chết cháy không mày. Mình ít bắn mấy cây railgun này, tại vì bắn viên nó nổ nhưng mà bắn trúng nó mới nổ nha các bạn. Bắn không trúng nó cũng không nổ nữa. Ô má mày, quỷ quả mày là khói hồn à. Mình đi ra khỏi cái khu này cho nó cháy ghê quá. Ô má mày. Chứ bắn công an trước khi bắn thằng tay chứ chưa bắn công an được nữa mà bị chết tùm lum hết trơn rồi toàn team mình giết nhau mà. đừng tại giết công an mà xíu nha, tôi đứng trong cái lùm nha, đừng ai giết tôi nha. Tại giết ông đâu, tại nãy thấy hết máu. Mọi người đang bao nhiêu sao rồi mọi người? 1 sao. Ủa? Ê tôi thấy có con heo rồi, tôi bắn nó được không? Giết. Con heo cù, con heo cù nghe nó kỳ kỳ sao á. Con heo gừng. Như cái xài súng này đâu có bị rơi đạn đâu các bạn. Chết heo gừng rồi. Bắn nhắm chết luôn. Chết heo gừng. Siêu nhân ác. Ẩn bắn. Mày bên này nè. Siêu nhân nó thâm phức rồi mà còn. Thâm phức mà sao ta?
là trái thịt nướng anh. Ủa mấy chạy rồi ta? Nó chạy chờ nó thì mình đâu á. Nãy có thằng à, có thằng bằng đội công an nó dựng bao xuống, nó đang đi kiếm cái góc bắn. Dạ dạ dạ. Quỷ đéo bắn chúng. Em đang bắn anh mồi vô. Em phải biết là tạm dừng đạn để em né anh chứ. Mà đạn này xuống đạn vô tình. Nhưng chỉ có 4 sao thì bạn có chưa lên 5 sao được. Dạ tự chết luôn, phải chịu. Ê coi chừng, ê có ấy hết đạn rồi. Để mình nạp đạn cái đã. Vì đạn trong này nó cũng có giới hạn các bạn, nó không có cái unlimited đạn. Unlimited đạn. Đau quá nó rung mặt đất luôn á. Dựng 4 sao à. Quậy đi, quậy đi. Thằng đó gì thằng hết. Ây da, thằng nào bắn vậy? Xí đang 4 sao rồi, chết. Chết là nó sẽ mất sao. Anh ơi, em bị delay á anh. Anh lướt qua đường đạn em 4 lần. Đây, cứ để em. Đừng ai đứng sau lưng anh được không? Đừng ai đứng sau lưng anh hết á. Bà Ly. Anh ơi, khi nào gấp rút quá chui vào này ngồi nè. Chưa đâu. Làm sao? Ok. Nếu mà đứng gần nó bị bắn có nổ chết không? Biết rồi. Bắn cho thăng trước. Rồi năm sao rồi các bạn. Bây giờ mình có một nhúm máu ít ỏi để coi mình có sống sót được với cái đợt tính ra mấy con mèn nó ngu quá, nó đi có đúng một đường à. Cái lý do mà tụi mình nó đứng khôn là anh chết trước rồi. Đúng rồi, chứ nó khôn là nãy giờ nó áp vô tứ phía là sao sống nổi. Mà nãy giờ nó đi đúng con hướng rồi các bạn. Nó đang học mà như vậy á. Đúng rồi. Ủa bà không đi bắn lộn không bà? Ê hình như mình bắn nhau mình có cái tiếng nhạc nữa mọi người. Có nghe được cái tiếng, có cái tiếng nhạc không? Anh ơi, đúng đạn vô tình đó nha. Anh đừng lướt. Anh đừng có lướt. Ôi, kỳ á. Không em, súng đạn vô tình á em. Anh không có lướt qua mặt em. Ok. Ê bây giờ anh thì chết là tại. Ê cụ nó có giáp kìa. Sao cụ nó có giáp vậy? Anh bấm vô mặt giáp được mà. Ủa được luôn hả? Đâu vậy? Hả? Ở đâu vậy? Ở được luôn hả? Quái, con mang bắn anh quái, quái, cái xe đâu? Anh non quá vậy. Ủa, mất chiếc xe rồi, anh ơi, xe đi. Ủa, mang bắn anh hết đạn, ấy rồi. Trời ơi. Lao. À, hiện tại là tụi mình đang bao vây một người sĩ quan cảnh sát nha các bạn. Không muốn chiến cảnh sát rồi, nhưng mà cứ chiến cảnh sát hoài à. Ê, có con khỉ nữa kìa mọi người. Đi lên chơi. Anh nó đẹp. Đi chơi. À, mình đang mặc á. Ê, anh thấy bút đâu mà dưới ơi. Thì gan chọn cái chết. Ây da. Ở đâu? Mày không biết bỏ về đồng đội. Cái này mình đang cầm là cái súng nhắm nha các bạn. Súng nhắm nhưng mà bắn là đạn nổ. Này á đếp. Đi bây giờ. Vậy. Trời ơi, đi ngang xe tăng hết hồn luôn á. Thôi mình bỏ đi, mình đi xuống đó nè mọi người. Mình bắn có mọi người. Sao mày bắn tao vậy? Mình bắn có mọi người thấy có tội nghiệp người ta không? Mình phải nghĩ tới cảm xúc bị phá của người ta chứ. Ê đây có xe nè. Lẹ quá. Nó vô xe do nè. Đi, người ta đi muốn xuống làm nữa. Cảnh sát mà mày giết người ta. Ây à, dạ. Ê có thằng xe đạp nó chở bom. Có thằng xe đạp nó chở bom. Có thằng xe đạp nó chở bom. Dạ. Nhá bị bắn chết rồi. Mày súng gì đây? À súng này hôm bữa mình có biết rồi. Dạ nó quay lại rồi, nó quay lại rồi. Ủa nó chạy xe đạp hay là chạy xe đua? Xe đạp. Thằng xe đạp á, thằng xe đạp nó chở bom á. Nó là thằng xe đua, ấy á. Ủa xe đạp mà, tôi nói xe đạp mà. Đạp, đạp, mình đạp, bắn thêm mình hoài vậy, bởi vậy. Con này. Ủa, em bắn vậy. Quen không? Cái súng nó lạ lắm, mình chưa quen súng. Nó mod vô. Cái cây railgun của mình hơn. Cái này ngồi được không? Cái ngồi được. Ê, cái con cũng bà đẹp bây giờ. Bây giờ tụi mình sẽ bay trực thăng vô thành phố nha các bạn. Bay kiểu này rất là dễ. Thằng cảnh sát nó bị nhây các bạn. Nguyên một đám mình giết nó luôn. Xong rồi cái nó đứng nó vô nó vô tay đầu hàng nó rồi. Xong rồi một hồi nó canh tụi mình đi vô thang nó bắn tụi mình. Thằng này nó muốn chết rồi. Mình kiểu mình thương nó ấy. Mình không thì muốn ra giết mày chọn cái chết. Rồi nó đâu rồi? Ngoài mới bị đi giết đi xong ơi. Rồi mình phải giết nó trước chứ. Nó đâu rồi? Ủa làm sao để tắt cái spawn protection. Thằng à? Cảnh sát ấy hụt nhục. Thông cảm đi, thông cảm đi, phải bắn lúc nào cũng trúng đâu bạn.
mày giết, mày giết đại ca tao. Nghĩ là mình nên đổi súng khác các bạn ơi. À dạ. Mày giết mình kìa. Mày giết tôi kìa. Súng gì đây? Súng gì lạ đời vậy? Dám giết mình. Đại ca, em cầm nó cho đại ca. Này nó chơi dơ, nó dơ tay nữa. Cái mày cái trò chơi cái trò chơi dơ này hoài, nó nhìn cái con chó. Mệt quá. Mày lì. Hay quá. Nó me kìa. Mày hư. Nó bị chết nữa vậy, chết rồi vậy. Đây chỉ là tầm 10 mạng tốt á. Nãy giờ thì nó mới có 4 mạng à. Mày đừng có giả bộ bóng chữ á, mày ăn nghĩ là mày chết đi con. Thôi bây giờ mình đi mình đi mình đi. Đi tổng bóng ơi. Đi trước đi, đi trước đi, đi trước đi, qua đi trước đi, để tụi anh cầm chân lại cho. Xong rồi một hồi mình chia lên cuối cùng mình cầm chân đi đi mọi người. Rồi để ca cầm chân cho tụi em đi nha. Đi đi mọi người. Để tôi me nó cho. Mày có mày hả mày? Đúng rồi. Lẹ đi mọi người. Lẹ anh lên lẹ anh lên lẹ. Ê nó biến mất rồi mọi người ơi. Lẹ đi. Tổng bóng ơi. Cho đi. Đứng mất rồi. Cái cổ súng chạy cho nó lẻ. Ôi mà con này còn chỏ không? Ok đổ. Đi. Không nó nổ nữa nha, không nổ nữa nha. Ơ vậy là hàng cuối cùng. Ngáo. Ngáo rồi. Tôi nghi quá. Ê lẹ dưới kìa con thằng kìa. Con thằng kìa. Lẹ nó lấy rocket nó bắn nó bây giờ. Ai. Ta sẽ giết mày. Cuộc chiến trên không bắt đầu. Không tin được. Bắn ai vậy? Ai bắn mình vậy? Bắn em. Ủa hai này nó bắn nhau mà. Ủa alo. Đánh cái gì? Mình còn đang thắc mắc mình. Mình đang lát kiểu ủa ai bắn ai vậy? Tôi nói là bên kia hả? Thôi mọi người, bây giờ thành phố chi ta. À trong lúc mà tụi mình mới vừa bay đi tụi mình thấy có một cái người nước ngoài người ta chat, đó chính là nếu mà ai muốn gia nhập vào cái đội SWAT thì hãy tới cái đồn cảnh sát này đi. Thì tụi mình cũng muốn gia nhập á các bạn. Nhưng mà nhưng mà ê, có thằng đi xe tăng kìa. Ê, dứt nó anh em ơi. Chạy. Dứt nó. Ủa, dứt nó mà. Chạy trước mày. Gì chưa chạy? Trong không, đó, chạy trong đồ mình... ơi, gì vậy? Trong đồ có người nữa. Không đồ không? Vô. Ê, bên trong nó bắn lại kìa. Thì chừng cái thằng bao la nữa nè. Hơi bị ác luôn á. Ôi mình ác chứ trời. Mày là con gái đâu phải tha. Ê có thằng có con Batman kìa mọi người. Con này bắn thơ nổ ta. Rồi nó chết luôn rồi. Quá đỉnh. Không đồ. Công đồ thành công rồi Duy ơi. Công đồ thành công chưa? Mình thấy mình ác quá. Mà hồi bay lên mình bị bắn chết nữa nè. Mấy quỷ nước nó cam luôn kìa. Cái này là cam đồ với công đồ gì nữa. Put your hand chứ. Coi chừng mấy thằng nó bắn sniper nha. Bắn không đỡ được đâu á. Ủa cảnh sát này. Nó chạy ra. Đây có thằng sniper. Anh mới tỉ nó còn ít máu à. Nhưng mà nó còn ở trên kia. Mày hả mày? Sniper hả mày? Bắn sniper hả mày? Sao mà lại 6 nòng? Quậy dữ quá hồn luôn quân đội quậy thử. Hết rồi mà đâu còn ai nữa đâu mà công. Hết rồi. Ủa còn thằng ở đây mà. Ấy dạ. Ủa còn quà bánh mì nữa. Nói quà. Ê mình có phải nuôi ông tay áo không mày? Kìa hôm qua nó bị chết. Ấy dạ. Ở trên đâu nó bắn. Mày nhắm mày hỏi được không? Ở trên đâu nó bắn. Giết idol tao. Ê đông lắm kìa, đông lắm kìa. Đâu rồi. Ê sao bây giờ mình nói như mình thủ đồn rồi, tụi nó công đồn quá vậy ta. Coi chừng cái thằng ở trên kia nha, nó vẫn còn thằng trên kia nó đứng me me sniper á. Để tôi cập sniper lên chơi nó. K98K. Ê Lưu bạn có thấy mặc đồ khác được không Lưu? Nhìn cái tên bà tôi cứ tưởng là thằng nào không á. Một cái này nó không có nhắm. Ai đứa được em CSGO. Mày nhắm hả mày? Chơi lại tao không? Ừ. Sẽ tăng công vô kìa anh em ơi, sẽ tăng công vô kìa. Bây giờ tại sao mà lại bị kêu là bay đếp? Lẽ ra ra đây biểu ơi. Bắn nhầm. Tăng nó công vô luôn kìa. Trời ơi. Mày hả mày. Bị cam đó. Nhẹt nòng súng lên. Bắn nổ quá. Ê có thằng Thủ Hoàng Dũng hả? Trời anh tưởng ai. Thầy vô đây mà mày. Tăng vô. Nhéo. Thằng nhéo.
thằng quỷ cụ. Cha nói là em gùi. Ê, cái đồ này bây giờ là của tụi mình rồi đó, mà đi chỗ khác nè mọi người. Của quân đội. Dạ đi, đi. Nó bị ăn mày chết. Rồi bây giờ mình công qua bên quân đội nha các bạn. Thằng xe tăng nào bắn vậy? Ê, tim nha, đừng bắn nha, mình đang cầm cái cây súng nhỏ. Chứ đâu có chiếc thăng, chứ đâu có chiếc thăng. Chứ đâu có con Hunter. Mưa Hunter. Rồi súng hết thở không lên được nữa rồi. Ủa anh cụ, anh cụ tim mình. Nó xịn quá nha. Cụ á. Chiếc trực thăng mà bắn được á quà. Ê, cái gì luôn. Không sao đấy, ba trái nó chết rồi. Ê có hàng gì với ổng ơi. Đổ luôn. Cái gì với ai? Đâu rồi à? Với ổng. Thôi thôi giết được bạn ơi. Mất cười. Ổng bên của quân đội á. Đang đi quân đội. Xe mình nó bay không rồi đứa. Rồi quay vô quân đội, quay vô quân đội. Ngắm nhớ repair xe nha mọi người ngắm. Dũng ơi. Chạy nhanh nhưng mà quá chạy một hàng Dũng ơi. Ê quân đội có người nè, quân đội. Ê. Đang là quân đội. Trời ơi, nó giật như vậy. Bắn nó vốn. Cái nào tôi tăng. Cái này đâu bắn được, cái này chỉ bắn được máy bay được này kia thôi. Mày chung mẹ đi. Cái gì? Nó bắn tôi trong đây nè. Ai bắn? Đồng đội vậy đó. Sửa xe đi nhá. Ủa ai biểu bạn đi trực thăng. Ê, có thằng ai đây, có thằng đi. Mày nó trực thăng rồi, tôi đi rồi xong. Thằng nó hát cái gì? Ây dạ. Ơ Dũng ơi. Làm bắn mình á. Ê, gì à? Ê, có thằng đi máy bay kìa, ây da. Trời ơi, Dũng này. Trời ơi, sửa xe Dũng ơi. Ôi, nó hát rồi. Thằng nào hát? Thằng màu đỏ nha, sao? Nó còn phá lực nó bay nè. À, xuống nữa chứ. Sửa xe Dũng. Vô trong này nó bị loạn quá các bạn. Tôi tới cứu các bạn đây. Giết thằng nào? Cái thằng Chu Sinh đúng không? Rồi trả lời. Ừ. Với thằng nào nữa ta? Thằng nhỏ mới chưa ngồi dậy luôn. Thằng nhỏ mới ngồi dậy luôn. Mày chạy đi. Ê dạ. Nó chơi gờ tao rồi gì? Hả? Quỷ chơi gờ rồi. Quay ra video lại kiện nó đi. Kìa thôi. Ừ. Đứng giúp cho cái cục đó kìa. Mệt thì chứ. Hàng hàng. Ra đây mày hàng hàng. Đúng cái khu quân đội này các bạn, máy bay nó bay nhiều lắm luôn. Ây da, cháy. Alo, không phải lực nó bay ngang nữa. À, sau lưng mình có trực thăng nha. Sau lưng mình có một con trực thăng nha. Nó mà bỏ cái kia ra là nó bắn liền luôn á. Ở đây nó nguy hiểm lắm các bạn, như chiến tranh vậy á. Tao hư luôn rồi. Mà tính là tụi mình nguyên một đám me có một thằng à, trong khi cái thằng khác nó gây nó rải bơm. Mình sống vậy mới ác bạn. Thì chừng lâu trên đầu nó có mấy con phản lực á. Mà kia núp luôn rồi. Nó hết trong già rồi. Rồi là của quân đội hay gì á. Cái gì trên đầu? Cái gì lực bắn nó không nổ rồi á. Anh ơi, con gì tới? Con gì? Con gì tới? Cái gì vậy? Không bắn nha. Lên được. Nhớ tới. Lên được. Con này nó kỳ kỳ. Ây da. Này thì lên được. Ủa thằng đó đâu vậy? Nó tìm kích rồi anh. Phải không? Trong này mình không muốn bay tìm kích là tại vì mình sợ các bạn bị chóng mặt. Tìm kích bay nó không quay gì bị chóng mặt lắm. Ủa gì nó đang ở chế độ passive luôn mà nó đi bắn mình như đúng rồi vậy á. Nó cũng có màn hình nó chạy. À có thằng xe bay. Xe bay sẽ bắn được ta. Nhanh lắm. Lấy xe bay bắn lại nó. Có thằng đi xe hơi kìa. Cái gì vậy? Nó nổi rồi vậy. Thằng quỷ trực thăng. Nó để tàng hình mà nó đi bắn mình là sao? Cái thằng non á. Ủa? Ủa mày xin rợ cướp cơ. Tới thì tàn của mày dùng con chó à. Quá nhiều đường để. Ê, có thằng khác. Quá nhiều. Bước ra đây.
trigger tao. Lâu á mọi người lỡ mà có bị sáo nồng nó lia vô đầu cái mọi người thông cảm nha, mình đừng có thù hận nhau. Này nè, thằng này nè, thằng này nè, giết con gái mày nè. Mày chạy hả mày? Ê, tao cảm giác nó ác quá gì? Ừ, thấy mày ác lắm luôn. Mày đứng, mày đứng mày men nhỏ luôn. Mày bắt con súng ra đây. Các bạn nhìn, nó me nè. Quý con hành tinh nó me nè. Gì vậy ngáo? Không sao mày, không đợi chạy chung con. Nhưng mà nó chưa có bỏ ra, nó chưa có bỏ ra. A few minutes later. Hiện tại là tụi mình đã ra khu cảng đó nha các bạn, tại vì nó có vị trí địa lý thuận lợi để dậy núp và hiện tại khu này cũng chưa có ai hết trơn, cho nên là mình sẽ quá quá. Rồi mày xếp đi cao cho con. Sao mày, cao được bé ơi, bé ơi, bé non bé ơi. Nhộn thôi. Bé ơi. Giờ sao? Xin lỗi đi. Xin lỗi đi con hành tinh kia. Xin lỗi đi. Ê da. Vậy cũng chết nữa. Mình đang nào đây? Bạn Di hơi xa cho bạn Di. Ừ hơi xa các bạn. Để tôi chơi súng nhắm cho bạn. Chơi gì ha? Ai đồ? Giữ đồ được bạn ơi. Quà bánh mì. Không quà nó tự bắn xe nó tự chết luôn. Ê có thằng tên là Non kìa, bắn nó đi anh em. Nếu mà bắn cái bàn tay tội nghiệp cho nên là mình quyết định đó, mình quyết định mình bắn tim mình. mình giết tim mình. Tại vì trong đầu nó vừa nghĩ ra cái cụm từ giết với lại quyết cho nên là nó thành quyết định. Con khỉ đúng không? Ngáo là con khỉ đúng không? Để bắn Non cho. Non giết men nè. Đâu đâu bạn đâu bạn đâu bạn đâu. Bạn đâu? Đâu bạn ra tôi thấy các bạn. Ấy da. Trời ơi. Ủa. Ủa bạn chơi súng gì kỳ vậy bạn? Xin nhắm. Ra đây. Ra đây ngồi ngoài hành tinh. Gần gì mình đi súng nhắm bạn, có súng nhắm vô. Ra đây con ngoài hành tinh. Ấy da. Mày vậy con mà giỏi rồi. Ồ chứ thật kinh nữa chứ thật kinh kia. Nào nói có thằng Non nó bắn mình kìa bạn, mình bắn thằng Non chứ được không? Xí mình bắn thằng Non đi. Sao thằng nào bắn ai đúng vô đầu tôi nói vậy? Thằng đẹp đúng không? Ấy da, cái đầu tao kìa. Thằng Non kìa. Thằng Non nó đứng hả? Không thấy em. Mặt em đang anh đang thấy đang cầm cái đúng liều nữa. Có một thằng nó tên là Non kìa. Nó vô cái này nè. Nè thằng Non đây nè. Này gấu. Đứng trên bắn xuống nó đẹp. Ây da. Nè nó này nè, nó này. Nếu mà nó bắn vô cái gì á. Thấy nó rồi kìa. Sắp rồi, sắp. Rồi, ok chết rồi. Mẹ nó đi, sao tiêu nó bắn nhau Nguyễn Hoài với thằng Nguyễn. Ê Hoài, Hoài, Hoài. Xin lỗi. Anh xin lỗi, xin lỗi. Ê bắn Hoài kìa. Ê mình chưa tin rồi bắn nhau đi. Được á. Không bị duyên quá ai, lại bắn đồng đội mình. Ê, mày kêu không bắn mà mày bắn ra. Mày còn bắn súng nhóm nữa chứ. Không nên tin nữa, mình đình chiến nha. Đình chiến nha, đình chiến nha. Thiệt không? Nhưng mà bắn tôi mà tôi phải bắn bạn cái tôi mới tôi mới chịu được, tôi mới yên lòng được. Nói chung là để mà bắn nhau như thế này thì cái việc mà mình chết rồi mình hồi sinh lại nó cũng khá là nhiều, cho nên không biết các bạn xem có bị khó chịu hay không. Nhưng mà chỉ chơi nốt video hôm nay nè các bạn. Còn những lần sau thì mình hứa mình không chơi nữa đâu, chị chơi một hồi nhức đầu lắm các bạn. Dạ. Yeah. Ơ nó giết tao kìa. Ừ. Đáng đời. Thằng bố láo. Đâu rồi, thằng Non đâu rồi? Dạ coi, đừng nghe. Non nè. Ai biết kiểu. Ê con chó nó trên kia kìa. Ê thằng Non nó cũng nhắm luôn kìa. Mày hả Non, mày còn non lắm mày Non à. Ngu lắm Non. Đố quá. Dùng nó có tham chiến không vậy? Dùng nó có tham chiến không? Coi như là có. Đang bắn thằng Dũng, thằng Non nó bắn mình. Mày giết idol cái này. Em tụi cho mình bắn thằng Non đi anh em. Nè em. Mình tụi cho mình bắn thằng Non đi. Mình tụi cho mình bắn thằng Non đi. Nó nấp rồi, nó nấp rồi. Non. Ai vậy? Gái. Bắn tôi gái kìa gái đây. Bắn tôi kìa mọi người. Nó không dám bước ra bạn ơi. Nó nấp rồi, chết rồi, chết rồi. Chắc chưa? Chết rồi. Nè bắn xong nó mình bắn tim mình sao? Này nào đây, này ngáo, ngáo đang biến hình. Thôi mình không bắn mấy thằng biến hình các bạn.
nhúng ra đây còn non. Đéo đầu ta, đéo đầu ta. Đéo ơi, liêm đi. Đéo đâu rồi? Đéo nó thấy không chiếu mày ơi. Thằng non rồi trời. Lẹ. Làm đạn cái mà, làm đạn cái mà. Sao mày bắn anh được? Solo giữa rocket với lại không, sao bắn anh được? Không cho Dũng đi săn non rồi, có phải lực bay trên đầu mình đó nha. Hai tụi bay bắn nhau hồi dính đạn vô đầu tao. Thì có chơi chơi cái bắn lộn này mệt lắm các bạn. Quà. Ui, cái tên lửa nó sượt qua luôn kìa. Ôi, tên lửa nó sượt qua luôn. Dây 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 dây. Cái con nhân vật con Dũng nó nhỏ xíu mà không thấy đường mà bắn luôn á. Yeah, mình về nó bắn mình kìa, tức thật. Để mà em đi đâu đó. Em làm cái gì? Để em đi đâu đó. Đi em làm cái gì? Trả thù có định ám sát anh. Chó con. Cái giá của men là bị dở rồi. Dở rồi. Dở rồi con cháy. Thái độ quýnh tao kìa, quýnh tao kìa. Để nó bắn tao kìa. Dạ, khí đột nó bắn đâu kìa, không chịu. Giờ sao? Giờ sao khí đột? Việc đợi lù tới đây. Cái gì vậy, vậy? Để nó bắn à, để nó bắn à, để nó bắn á. Không thấy em. Ê, bây giờ mình chia team đi, à, tôi bài với anh Dép chơi với lại Hòa Ngáo với anh Dũng. Chơi không? Chơi không? Để tao giết mày cái đi rồi chơi. Sao tao giết đấy? Mày nè. Ok, chơi nè. Ủa anh làm sao mình chết mình hồi sinh lại là mình được bán tiếp ạ? Không biết nữa. Cái cầm súng lên rồi mốt thôi. Rồi bây giờ chơi nha. Và Dép với lại mày cầm hôn minh nè. Thằng Dũng nó con chó nó nhỏ xíu rồi chết rồi. Ê con chó nó nhỏ xíu nó cầm súng một chút xíu à. Con chó nó cầm cái súng hơi bị OB luôn á. Né né thằng Hoài ra, thằng Hoài nó chơi súng. Dạ, tự mình rồi chơi xong. Chơi tự quỷ á. Rồi xong. Ở thằng non nữa kìa, thằng kiếm chuyện thiệt chứ. Em thấy anh đó. Giờ solo đi Dép, anh em solo Dép. Vô. Má, đổ súng lộn ngoài trời. Đổ đầu lên em. Không. Giờ nếu nó đếm 1, 2, 3 mình lên rồi, đếm 1, 2, 3 lên rồi. 1, 2, 3. Non. Chịt lại không? Chịt tiếp không? Tiếp không? Em một. Bị vô bát sim nó rồi. Không, em cứ cầm súng lên là nó hết à. Không, em đâu cầm súng được đâu. Được. Được rồi. Không. Rồi vậy là do em gà để anh bắn con chó trước kìa nè. Chó nó lên chỗ em kìa Dép ơi. Bắn nó anh. Quý Dũng nó có chút xíu. Cái con chó thằng Dũng nó có chút xíu à. Bắn nó cho em. Bắn không được. Bắn đi. Không tới rồi. Quên nó dậy xuống nước. Rồi chết rồi. Rồi Dép chơi nè Dép. Một. Đây từ từ để móc súng ra cái. Ok em đếm này, lúc nãy anh đếm, bây giờ em đếm đi. Một. Bên kia đang giết nhau. Một. Hai. Ba. Không quay, không quay. Rồi, giờ tới anh. Một. Hai. Ba. Khoan. Hai thằng nó tới kìa. Một. Thằng đó nó đâu bắn nhau đâu. anh bắn em mới bắn anh chứ. Đâu anh đâu có bắn em đâu. Dép nè. Dép á, Dép bắn bên kia nó tới ổ luôn ơi. Sao, Dép sao? Mày đang bắn ngon hả? Tao đang dẫn cam nó, tao cam cho nó chết chết thì thôi. Ác rồi. Mày chạy hả mày? Bên này tao nói mày, mấy anh kia nó lên đầu tàu hết trơn rồi luôn ơi. Mày không có chết tầm này á, không có quen biết gì nữa. Con chó thấy rồi nha, anh thấy con chó rồi nha. Con chó nó nhỏ. Thằng Dũng nó nhỏ rồi, Dũng chết rồi. Giờ sao? Giờ bạn bên kia tính sao? Phải chia ra chứ. Giờ sao? Bên kia đông quá giờ sao? Ủa ổng đâu rồi bà? Mày thấy ổng không? Mày hả mày? Ây da! Mày hả mày? Nói chung là nay bắn nhau, bắn chán, bắn nước ngoài chán rồi, mình bắn tim các bạn. Bắn tim.
Yeah. Quà nó cao quá. Bắn người nó bắn người nào. À, anh đứng ở đây. À. Côn trùng ơi, ra đây vậy. Côn trùng. À, 1-1 đều nè. Rồi côn trùng hơi rồi. Trùng hơi rồi. À, ê bắn chúng cái lan can. À. Con chó mày núp vào một bên nè. Bị dữ. Anh bắn không lại, anh chê tôi thôi đúng không? Cái gì? Cái gì? Tại yêu máu hồn, tại yêu máu hồn. Chạy á mày, chơi nhụng mày. Các bạn, đây là cái sự gọi là chấp nhận khi mà các bạn đi chọc một cái con người ngoài hành tinh. Dừng lại cho tao. Nó cao hồi nãy giờ con nhỏ. Hay nè. Con nhỏ chết, ô mày tự hủy luôn hả luôn. Tao, sao nó tao. Mình bị té chết rồi các bạn. Giờ mình đang đi cho các bạn coi thôi. Cho các bạn coi cái thằng non này nó bị giết như thế nào thôi. Nó chạy ra luôn ơi, nó giết giùm cho. Rồi chết rồi. Mày. Để em giết ổng cho. Mày. Gì đây cái thằng trùng hôi nó giết chuyện không? Tao tha cho mày rồi. Còn kiếm chuyện con trùng hôi. Ủa? Ờ. Nó đầu ở đây con trùng hôi. Mày biết cái sự trả giá của mày đụng phải tao chứ con. Ủa trùng hôi đi lẹ vậy? Anh ra đây, anh ra đây. Mày đứng yên đi, mày đứng yên đi chứ. Nó núp kìa. Trùng hôi nó núp chạy hoài mày. Đâu có mọi người đâu, nó chạy hoài. Đâu rồi. Nó bắn cái nó lụ lạng cho mày nó giật. Quà. Con chó quà. Quà nó cứ cầm cái bông nó chọi. Quá nó giật. Thì các mày mày cam bên kia đi, tao cam quà cho. Mày hả? Con biết ta. Dám cái idol tao hả? Con trùng hôi á. Trùng hôi rồi, trùng con rồi. Nè. Nó cầu thang nè. Gà đây con trùng hôi. Gà đây con trùng hôi. Con trùng hôi. Không, trùng hôi. Này con trùng hôi. Ủa? Cái thằng quả nó cứ... Gì mà chứ quá rồi. Quả nó chết rồi mới gỡ kìa. Trời ơi. Để tao cam quả cho mày bắn nha. Chết mày. Okay. Nó tự thang bông, nó tự chết luôn. Mày đéo. Wow. Mày hư nè, mày cầm chép hôi. Con trùng. Con trồn hôi. Quầy ra. Mày thì nếp mày ra. No. Mày nếp cái bơm nè. Ra đây con trồn. Sao mình chết. Ấy thằng Hoàng. Sao mày để cho thằng Hoàng nó bắn tự do vậy. Mày cầm cái bơm hư nè. Chỉ dạy như lần rồi. Ông cầm bơm. Ấy nha. Ông cầm bơm. Đứng ngay cái kia. Ô, bây giờ quà là nó là nó là tiên địch hay là cái gì? Nó đẩy nó xuống sông à. Được á. Bắn trồn không được. Trâu chọc lên. Nó me. Anh chiến cái quà chó quà ơi. Trâu chọc lên. Ây á. Chị giết cái con lùng mắm tôm này cái đã. Lùng mắm tôm luôn. Nó không biết mắm tôm mà nó lùng nữa cho nên là lùng mắm tôm đúng rồi. Cứa ấy, ấy giá quá không? Con trồn, con trồn đâu rồi, con trồn. Con trồn ơi, rồi. Đếp cao quá. Trồn ơi. Vậy là một cam chó là vừa rồi. Dưới này bắn vui vậy? Dưới này bắn vui vậy? Quý lùn quá, nó nhỏ quá à. Nó nhỏ thì, mấy thằng quý nhỏ này nó đúng lợi luôn. Đang bắn cái thằng đang cao, tự nhiên nó chửi xuống cái thằng lùn lùn. Yeah. Bị nhỏ. Ê, quả nó quýnh tay không kìa mọi người. Quả. Mày. Có chừng đang lạc, có chừng đang lạc. Mày hả lùn, mày nè lùn. Ê, con chó nó trên kia, con chó nó trên kia. Đúng rồi. Chó luôn. Chị ba đó, ba đó. Chó quả nó chém rồi. Mệt quá. Chắc con rồi, chắc con rồi. Thôi mình sẽ phép tạm dừng cái video bắn nhau hôm nay nha các bạn. Nói chung là bắn nó hơi loạn lạc một xíu á. Thì mong các bạn thông cảm, hẹn các bạn ở những video sau đi. Thì video sau tụi mình sẽ đi phượt và sẽ thử đua xe ha. Vì do là hôm vừa trước mình mới đi phượt cho nên là mình sợ đi đua xe hay đi phượt nữa nó sẽ nhàm. Cho nên là mình mới tổ chức cái buổi đi bắn nhau và đi săn nhau như thế này. Thì săn nó có hơi loạn vì súng nó đủ thế lại súng hết trơn á. Xong rồi nó nổ y xèo hết trơn thì mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn thích cái ý tưởng này, thích cái series game này và thích cái server này thì nhớ đăng ký kênh mình cũng như like video và share với mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn, bye bye. Đây là server RSM, nhớ các bạn, hãy lên trên file em các bạn search là RSM nó sẽ ra. Nó có hai server, server 1 và server 2 thì các bạn có thể tham gia server nào cũng được hết nha. Rồi ok, hẹn các bạn những video sau, chào các bạn, bye bye.